Bài đọc Cô giáo nhỏ. Đã hơn một tháng nay, hễ tôi hỏi cuốn truyện tranh dên mượn, em lại lúng búng. Xin lỗi cô, em quên mang theo, cô đừng báo với nhà trường ạ. Dên gọi là trường nhưng thực chất đây chỉ là lớp dạy chữ miễn phí ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Đa số trẻ em ở đây ở nhà bé em nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ. Chỉ chừng 20 em được đi học. Tối hôm đó, mất 2 giờ đồng hồ vượt qua những quãng đồng vắng, tối tăm, tôi mới tìm đến được xóm nhà Dên. Người ta chỉ tôi một túp lều, tới sát cánh cửa đan bằng thân sậy khép hờ. Tôi nhìn qua khe cửa, khoảng 6-7 đứa chỉ ngồi quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một phụ nữ trẻ và một bà lão. Hai người lớn trụ môi cố vật lộn với mấy từ khó. Ngón tay họ dò trên chiếc cuốn sách mà Dên mượn về. Đám trẻ con đã đọc xong, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh vần nốt. Cô giáo Dên đang nhiệt tình chỉ bảo học trò. Mẹ của Dên ra mở cửa, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ông bà, cha mẹ rồi tới các anh chị tôi, không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. Bà mẹ trẻ nói, từ cha sinh mẹ đẻ, có bao giờ tôi mơ được đọc chữ? Giờ tôi biết kha khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé. Bà của Dên ngượng nghịu nhìn cuốn sách lấm lem nhọ nồi. Cũng như ở lớp, Dên lại thì thào, em xin lỗi cô. Nhưng rồi em tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi. Ồ không, Dên, cô phải xin lỗi em mới đúng.